Dạ, Vườn Mai Trái Chèo Bông, chào cả nhà. Đây là một cây cúc thợ hương mà dáng uống lắc lượng luôn nha anh chị mình. Nếu như dạ, chị cũng có thể sửa thành dáng đổ cũng ok luôn nha cả nhà. Rồi, anh chị ơi, cúc thợ hương nha, hoa thơm, lâu tàn và bông chùm luôn nha anh chị mình. Thì đặc điểm của cúc thợ hương á là cành nhánh nó hơi thưa đúng không? Nút nụ cũng nó hơi thưa nhưng mà một nụ hay một chùm bông ha, bù qua sát lại luôn nha anh chị ha. Đây, hiện tại nó có nụ kim rồi nha, nó ra nụ kim rồi nha cả nhà. Đế cây này thì cũng đẹp nha mọi người, đế này đẹp nè. Hoành của cây này thì là 11. Và cây này ghép tới 7 mắt bo luôn nha anh chị mình ơi. Đó, cúc thọ hương luôn nha cái nhà, hoa thơm bông chùm. Em đã vô dây chỉnh sửa phơm tàn vụn này nha cái nhà. Em đã hai chậu luôn nữa rồi đó. Rồi cây này thì em giao lưu với anh chị giá là 1,7 triệu. Em bao ship và đi luôn cái chậu rồi cho cả nhà luôn nha. Chậu gốm sứ, chậu mỹ nghệ luôn á anh chị mình. Rồi anh chị nào ưng thích cái dòng cúc thọ hương này thì cứ để lại bình luận nè. Alo bên Vườn Mai Trái Chèo Bông liền và ngay giúp em nha cả nhà. Cúc thọ hương, hoa thơm, bông chùm, 1,7 triệu, bao ship, đi chậu.